Ê, ê, chị trời ơi, chị bình tĩnh lại. Có chị làm gì chị bức xúc, chị đập đồ của Mạnh Thường Quân dữ vậy chị? Mấy cái này đập cũng đáng nữa, cho gì cho đáng. Hở cho vô cái đồ qua rồi lại tôi ghét. Trời ơi, bây giờ nè, chị có bức xúc gì thì chị nói lên đi, rồi anh chị em bà con cô bác trên cộng đồng mạng người ta chia sẻ, người ta giúp đỡ cho. Bức xúc hả? Tôi bức xúc một đống luôn nè. Trời ơi, tôi với anh Tuấn nó làm gì mà hả, mọi người nói này nói nọ quá trời hả, làm gì nói dữ vậy? À, ý chị đó là do cộng đồng mạng bình luận công kích rồi cho nên là chị mới xảy ra những cái hành động như là đập phá đồ của Mạnh Thường Quân hả? Tôi á, tôi đâu có muốn tôi nghèo đâu, vợ chồng tôi cũng muốn giàu chứ bộ. Trời ơi, đừng nghĩ cho có hở mấy đồng rồi cái hê cho căn nhà này, căn nhà cũng hở có ngon lành gì đâu, rồi cái hở muốn nói gì nói, chửi gì chửi là. Dạ đúng rồi đó mọi người, vợ chồng chị Nhi anh Tuấn á, nghèo thiệt chứ không phải nghèo giỡn đâu. Cho nên là mấy anh chị á, đừng có bình luận quá lời, tội nghiệp vợ chồng anh chị lắm nha. Tôi á, bữa còn đọc được mấy cái bình luận gì ở trên mạng nói hả, cái thằng áo đen gì đó, nó giúp đỡ gì đó, nó quá trời nói luôn. Trời ơi, có giúp gì đâu. Ý chị nói là kiểu như là làm màu gì đó đúng không? Đúng rồi, cái kiểu mà hả, sống ảo làm màu đó. Cái kiểu mà hả, cho có một ít tiền mà nói đủ kiểu hết á. Nè, hỏi cái thằng đó có nuôi được tôi cả đời không? Nó hiện với mọi người hả? Trời ơi, hỏi cái thằng đó là nó xấu mạo lắm, đừng có tin nó. Trời ơi, anh chị em bà con cô bác thấy không? Đại An á, là một Mạnh Thường Quân có tiếng á, mà không ngờ á, lại cư xử như vậy. Thật sự là rất là đáng buồn luôn á mọi người. Thôi đừng nhắc tới thằng đó nữa. Trời ơi, nhắc tới tên nó là tôi giấn luôn á. Mà chị, à, mà thôi. Em cái clip của em tới thời điểm này là hết nha mọi người. Nói chung mấy anh chị em bà con cô bác nào muốn ủng hộ vợ chồng chị Nhi với anh Tấn thì inbox trực tiếp cho em nha. Rồi em cảm ơn. Chị Nhi, mai mốt chị có bức xúc gì thằng Đại An á, chị cứ nói trên clip đi, xong mới bắt đầu anh chị em bà con cô bác người ta xem đó, người ta thấy, người ta tẩy chay luôn. Trời ơi, tôi là tôi sống ngay hẳn lắm, có làm sao tôi nói như vậy à. Đập tan nát đổ trơn hết trời ơi. Nè. Đây là cái số tiền mà em rút được từ clip á, em gửi cho vợ chồng chị nghịch. Wow, quá tiền luôn. Thế từ giờ tôi kêu ông Tuấn chở xin mua đồ ăn, mấy bữa nay thèm quá trời. Cảm ơn anh. Hai vợ chồng bà Nhi, hồi xưa mình có hỗ trợ, có giúp đỡ mà sao bây giờ lên là chửi mình ta? À, anh An ơi, những phần quà từ thiện á, tụi em đã chuẩn bị xong hết rồi. Anh cho em hỏi là khi nào mình bắt đầu mình đi phát quà vậy ạ? Khoan đi, em coi đoạn clip này chưa? Ào xấu ngạo. Là cái kiểu á, là hả, nó cho có một ít tiền mà dạ, nó em nói chưa. Kiểu. Ủa mà sao trời vậy anh? Trời ơi, lẹp. Em nhớ hai vợ chồng nào? Dạ, đây là chị Nhi, vợ anh Tuấn lúc trước công ty mình có hỗ trợ. Dạ, gần đây công ty mình còn hỗ trợ không? Dạ tầm 7 tháng nay thì tụi em đã ngưng hết hoạt động hỗ trợ hay cho hai người này rồi. Tại sao? Dạ tại vì hai vợ chồng này cứ siêng ăn nhát làm, cứ đợi tiền của Mạnh Thường Quân cho là xài hết rồi cứ đợi nữa thôi chứ không có chịu đi làm công việc gì hết. Anh không biết lý do tại sao hai vợ chồng này lên trên mạng xã hội nói anh á là làm màu, cho tiền để lấy tiếng. Rồi còn bêu xấu anh, nói anh là lợi dụng họ nữa. Mà trong khi là một năm gần đây anh có gặp hai vợ chồng này đâu. Hai người này kỳ lắm anh ơi. Lúc đầu á, mình nhìn hoàn cảnh là mình thấy thương dữ lắm. Nhưng mà càng ngày thì càng lòi ra nhiều tính xấu. Xuyên ăn nhát làm, ăn không nói có. Nên là riết hả, Mạnh Thường Quân bên mình người ta ngưng hết trơn, không có chịu hỗ trợ nữa. Được rồi. Cái đợt từ thiện này á, có xuống gần khu vực của hai vợ chồng này không? Dạ có đó anh. Lấy xe đi, đi chung với đoàn từ thiện xuống đó anh ba bọc lợi luôn. Dạ. Đây ngon quá trời luôn, nhà mà có muối trên nữa chấm là hết chảy luôn á.
ăn đi, nhiều lắm á. Ăn ơi, trời ơi, tôi đi mua thêm nữa. Trời ơi, cái này ăn mà phải cái thau nó mới đã. Cô chú anh chị thấy không, vợ chồng anh Tấn á với chị Nhi ăn hơi bị thịnh soạn luôn á nha. Tôi kể anh nghe. Thôi, vợ chồng tôi đụng tay cho quá trời tiền luôn. Xong rồi cái hả, tôi thấy á là hả, tiền này còn nhiều hơn là đi làm nữa. Cho nên là tôi tính ngày mai á, là vợ chồng tôi á là đi xin tiền luôn, khỏi làm. Ồ. À, mà chị Nhi nè. Hổm gài á, bên Đại An nó có nói gì chị không? Ủa, bộ anh ghét cái thằng đó lắm hả? Đâu có, hổm gài chị bức xúc nó đó. Hỏi coi thử coi bên Đại An nó có nói năng gì chị không thôi mà. Rồi, cái thằng đó nó dạo muốn nói gì nói. Bữa rồi tao cho vợ chồng tôi đồng bạc nào đâu mà nó còn chửi vợ chồng tôi nữa. Ừ. Trời ơi, thiệt tình. Tôi chửi chị hồi nào. Ủa? Chị nói rõ cho tôi biết tại sao chị đã lên trên mạng bịa chuyện rồi nói tôi phỉ báng chửi bới anh chị là sao, trong khi tôi đang giúp đỡ anh chị mà. Tôi không biết gì đâu. Tôi không biết gì á, hỏi bà này nha. Cái vậy nói gì vậy? Tôi không có biết gì hết nha. Anh là người biểu tôi nói để câu view gì đó rồi tự nhiên giờ nói vậy. Ê, cái bà này cầm tiền ăn uống rồi giọng vô họng cho đã, bây giờ quay qua đổ thừa tôi hả? Cái chuyện này không có liên quan gì tới tôi nha. Tôi chỉ là quay phim thôi, còn nói là bà nói hết á, có gì kiếm bà thì tôi không có liên quan tới cái chuyện nè, này. Đứng lại. Bây giờ chị nói thiệt cho tôi biết tại sao chị đây làm như vậy. Nếu như chị không nói là tôi sẽ kiện chị về tội phỉ báng đó. Kiện kiện gì? Tôi đâu biết gì đâu. Thì cái anh nó anh biểu tôi là lên mạng hả, nói anh là hả, anh chửi tôi này nọ rồi hả, nói xấu gì đó rồi anh cho tiền tôi, chứ tôi đâu biết gì đâu. Vậy là chị bị thằng đó xúi giục đúng không? Ờ. Bây giờ chị đi theo tôi kiếm thằng đó, nói thằng đó phải lên mạng làm một cái clip đính chính xin lỗi tôi vì tất cả mọi chuyện mà chị nói về tôi. Đi với tôi. Nó tự nhiên câu view cái xong cái bị chửi dạ lây à. Biết gì không cho tiền con mụ luôn rồi. Đứng lại. Đứng lại nói chuyện cho xong, giải quyết cho xong đi, đi đâu thì đi. Nè, mày đừng có tào lao nghe. Tao không có chửi mày nha. Con nhỏ này chửi mày thì mày xử nó đi, mắc gì mày kiếm tao. Nhưng mà cái clip đó là do anh quay, đúng chưa? Rồi anh đăng tải lên cái trang của anh thì cái clip đó là do anh chịu trách nhiệm. Rồi sao? Trách nhiệm cái gì? Bây giờ tao để đó đó, mày làm gì tao? Bây giờ tôi muốn anh xóa cái clip đó xong đăng tải lên một clip khác đính chính xin lỗi tôi. Bây giờ tao không xóa, xóa rồi nó tắt kiếm tiền của tao rồi sao? Là được. Bây giờ một là anh xóa, hai là tôi cho sập luôn cái kênh đó của anh. Xóa, sập, mày hù tao hả? Nè, tao nói cho mày biết nè, cái kênh của tao có bảo vệ hai lớp, tao đắt sợ. Giờ tôi cũng nói cho anh biết luôn, từ lớp 5 tới lớp 7 tôi chưa sợ thằng nào, chứ đừng nói là hai lớp. Làm gì? Em, đánh sập cái trang hồi sáng anh gửi cho em đi. Ghê à? Hù tao hả? Diễn hả? Làm diễn viên? Ủa? Trời ơi, chắc tao sợ, tao coi thử mày làm được gì đây nè. Cái kênh... Mày làm gì kênh tao? Má! Mày có biết á là cái kênh này tao kiếm tiền không mày? Hả? Cái lũ kênh kênh hút máu tụi mày. Người ta nghèo khổ, chưa đủ khổ hay sao? Mà tụi mày còn trục lợi cho người ta nữa hả? Ủa, tao cũng cho tiền, bả đôi bên có lợi bộ. Đúng. Đúng là mày có cho tiền, nhưng mà mày dùng người ta như công cụ để tụi mày kiếm lại tiền. Và tiền đó tụi mày kiếm lại còn nhiều hơn như vậy nữa, đừng tưởng tao không biết. Còn chị Nhi, tính ra thì vợ chồng của chị á cũng khỏe mạnh, lành lặn. Tôi cho anh chị cái cần câu là chiếc xe mà anh chị không biết trân trọng nó, anh chị đem bán rồi xong mà báo tôi là mất. Anh chị muốn siêng làm mà nhát ăn hả? Cái tính đó tiền núi nó cũng lỡ thôi chị Nhi à. Tại vì tôi khổ quá. Thôi thôi, chị đừng khóc giùm tôi một cái. Chị mau nước mắt quá, tôi sợ, tôi không dám nói chuyện với chị đâu. Bây giờ tôi muốn hai người ngay lập tức làm ngay cho tôi một cái clip đính chính xin lỗi những gì mà anh chị đã nói tôi trên mạng. Mà nói gì đi? Hai người cùng nói. Anh qua đây. Nói đi. Nói. Nói đi những gì anh này xúi giục chị lên trên mạng xã hội phỉ báng tôi trên đó. Nhi xin lỗi cộng đồng mạng, xin lỗi cô chú anh chị. Nhi đã bị đạt vu khống, nói xấu anh Đại An. Nhi thành thật xin lỗi. Còn anh? Tôi xin lỗi anh Đại An, xin lỗi cô chú anh chị. Em biết là em bịa đặt và biêu ríu anh Đại An là em sai rồi.
em thành thật xin lỗi. Tôi mong anh từ nay về sau đừng lợi dụng người nghèo mà trục lợi nữa. Còn chị Nhi, cố gắng mà làm ăn, sau này chưa chắc gì đã có người giúp chị nữa đâu. Anh còn giúp tôi nữa không vậy? Chị nghĩ tôi còn giúp chị nữa không? Anh ơi, trên của em sao anh ơi? Anh An ơi!